Xin kính chào quý ông bà, cha mẹ và các anh chị. Chương trình tin mừng hôm nay do Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thực hiện gồm có chia sẻ tin mừng với cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, thánh ca, tin tức công giáo và cuối cùng là chương trình tam nhật thánh của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau đây, xin kính mời quý ông bà, cha mẹ và anh chị cùng xem. Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông. Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Chúa Giêsu đáp: các con hãy vào thành đến với một người kia và nói rằng: Thầy bảo, giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, người nói: Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy. Môn đệ rất buồn rầu, và từng người bắt đầu hỏi người: thưa thầy, có phải con không? Người trả lời: kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp thầy. Thật ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Judas, kẻ phản bội người, cũng thưa người rằng: thưa thầy, có phải con chăng? Chúa đáp: đúng như con nói. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thà nó đừng sinh ra thì hơn. Chúa Giêsu đã nói lên cái câu này: thà nó đừng sinh ra thì hơn. Thưa anh chị em, thử hỏi là cái tâm trạng của Chúa Giêsu khi nói câu đó như thế nào? Phải chăng là một cái sự buồn sầu, nuối tiếc? Và Chúa Giêsu ám chỉ về ai nếu không phải là Judas, người sẽ bán Chúa, người sẽ nộp Chúa? Thà nó đừng sinh ra thì hơn. Mà bây giờ trong cái niềm tin của mình, cái nhìn sâu xa của chúng ta nói là cả mọi con người hiện hữu trên trần gian này là do đâu nếu không phải là do Thiên Chúa và đấng tạo hóa? Chính nhờ đấng đó mà con người được sinh ra, có thể là qua ông bà, qua cha mẹ, nhưng mà tận cùng là do Thiên Chúa đặt để ở trong trần gian này. Như vậy Judas đâu có phải là tự nguyện bước vào trần gian mà đã được Thiên Chúa hay là đấng tạo hóa sinh ra. Vậy bây giờ Chúa Giêsu khi nói về Judas để thốt lên cái câu thà nó đừng sinh ra thì hơn, tiếc nuối quá bởi vì mình đã tạo dựng nên nó à? Phải chăng cái lời nói của Chúa Giêsu đó nó cũng như thể là một người cha người mẹ nào đó tiếc nuối bởi vì mình đã mua cho đứa con cái chiếc xe, bây giờ nó phóng bạc mạng ở trên freeway, gây ra tai nạn, chết người ta, chết cả đó luôn, tiếc nuối quá. Hay là phải chăng đó là giống như là một gia đình nào đó có đứa con hư hỏng, gây ra bao nhiêu cái sự ố nhơ, sỉ nhục cho cả hai gia đình. Thế cho nên bây giờ người ta tiếc nuối. Ra mà hồi xưa nó sốt nặng như vậy hay là nó bị như thế thôi, cho nó chết lúc nó nhỏ hơn.
thà nó đừng sinh ra thì hơn. Phải chăng Chúa Giêsu cũng mang cái nỗi niềm đau đớn tiếc nuối giống như vậy? Anh chị em nghĩ xem có phải Giuđa đã rao báo Chúa: các ông cho tôi bao nhiêu tôi sẽ nộp ông ấy cho các ông. Anh chị em hình dung thử coi, nó có giống như là những người mà đi ra ngoài chợ đó, mang theo mấy cái thứ lặt vặt ở trong vườn, trong ngõ nhà mình đó, ví dụ như được ít rau, được mơ hành, hay là ai đó đi câu được ít con cá, bắt được ít con ốc, đưa ra ngoài chợ báo. Ông đi qua bà đi lại: cô trả cho tôi mơ hành này bao nhiêu? Bà cho tôi mấy đồng cho bó hành này? Hay là chị này cho tôi bao nhiêu rồi mới là cái rổ rau này, là mấy con ốc này? Bây giờ nó giống quá. Các ông cho tôi bao nhiêu với cái ông Giêsu này? Bây giờ cái đấng tạo hóa, chủ thể của sự sống, bây giờ Thiên Chúa đó đã bị rao bán, đã bị hạ xuống để trở thành một cái món hàng, trở thành một cái tên nô lệ với cái giá 30 đồng, giá một tên nô lệ. Thưa anh chị em, đau thương bao nhiêu, đau lắm. Nhưng mà cái đau đó mình đừng có chỉ có nhìn nó là nơi Giuđa, một cái câu chuyện xảy ra cách đây hơn 2000 năm. Nhưng mà dường như cái hình ảnh của ông Giuđa đó nó cũng phản phất cái hình ảnh của bao nhiêu con người ở trên trần gian này, từ xưa cho tới ngày hôm nay. Chúng ta xét lại thì coi, có phải là Đức Giêsu, Ngài là sự thật, Ngài là sự sống, Ngài là tình yêu, ngày xưa đã bị rao báo, ngày hôm nay vẫn có đó những con người rao báo, cũng rao báo sự thật, cũng rao báo về tình yêu, rao báo về sự sống. Có lần ta đọc thấy mẫu tin khôi hài, người ta nói người Hà Nội bây giờ là thâm thúy. Thâm thúy như thế nào? Có lần nó xảy ra vụ án ở ngoài Hà Nội á, mà chính quyền đó là kết tội những người công giáo. Thế cho nên nó có bao nhiêu người, người ta đi gọi là đi biểu tình, mang theo biểu ngữ. Con cụ kia cũng cầm cái bảng có ghi cái chữ công lý ở trên đó, đi đòi công lý. Mà nó cũng cầm, sao cầm ngược? Ta tưởng cụ già lẫm cầm, nó cầm lại đi, ông chịu. Tại sao vậy? Nó bây giờ công lý nó bị đảo ngược vậy đó, âm thúy chứ. Thế cho nên bây giờ cái chữ công lý của tôi cầm ngược để chứng tỏ là con người ta đảo ngược công lý. Rồi đó là cũng có những cái bản biểu tượng khác để đó là gì? Sự thật vá công lý. Sự thật đáng lẽ vá chứ đó. Mà bây giờ là chữ vá lộn ngược, tức là đáng lẽ phải là cái dấu huyền, sự thật và công lý. Bây giờ người ta lại đánh cái chữ vả xấu sắc vô, tưởng là sai chính tả, té ra không phải vậy. Nhưng mà người ta muốn nói rằng bây giờ cái xã hội nó thiếu sự thật, nó gian dối quá, thế cho nên cần có sự thật thì mới có thể phá được những cái mặt vỡ của công lý ở trong xã hội này. Thưa anh chị em, có lẽ nó còn xảy ra ở nhiều nơi lắm, nhiều nơi lắm. Thế cho nên cũng có cái tình trạng gọi là bán đứng sự thật ngày hôm nay, rồi nó bán cả sự sống. Bao nhiêu sự kiện nó vẫn còn xảy ra đó, bởi vì là một mớ gì đó là của sức khỏe, của sắc đẹp, của công việc mà người ta bán đứng sự sống. Có những người đó là vì sở cực, thế cho nên là sự sống đang hình thành trong bụng mình bán luôn.
qua sự phá thai. Bao nhiêu cái chuyện nó tương tự như vậy nó vẫn còn xảy ra ngày hôm nay. Và rồi tình yêu có bán không thưa anh chị em? Có đấy chứ. Cũng có người là bởi vì 20-30 ngàn, thế cho nên cũng tìm cách bán đứng tình yêu. Cái vợ chồng đó là giả ly dị nhau để mà là kết hôn giả ở Việt Nam. Hay là có những người cũng vì 20-30 ngàn mà là có những cái cuộc hôn nhân giả, tức là cũng nhấn chất tình yêu mà rồi người ta kiếm tiền. Hay nói cách khác, tình yêu đã bị bẩn. Thành ra ngày hôm nay đó, những cái chuyện đó nó vẫn còn xảy ra. Và tôi nghĩ rằng Chúa cũng nuối tiếc lắm, Chúa cũng thổn thức lắm, Chúa cũng đau lòng lắm để mà nói lên cái câu thà nó đừng sinh ra thì hơn. Không phải cho Giu-đa đâu, mà còn có bao nhiêu gương mặt giống Giu-đa của ngày hôm nay có sự nuối tiếc. Nhưng thưa anh chị em, trong khía cạnh của con người, Chúa Giê-xu cũng đau như chúng ta, Ngài cũng nuối tiếc như chúng ta đấy. Nhưng mà Ngài là Thiên Chúa, thế cho nên Ngài còn làm những cái điều vượt hẳn con người. Ngài là Thiên Chúa khi Ngài có thể tái tạo lại, tái sinh lại. Đã một cái sự sinh ra và rồi con người ta đi vào trong cái vùng sâu của tội lỗi, của xấu xa, của nhơ nhớp. Nhưng mà Ngài là Thiên Chúa, cho nên bây giờ Ngài có quyền thế để Ngài tái tạo con người. Thành ra chúng ta đang sống trong tuần thánh, chuẩn bị bước vào tăng nhật thánh, mình đi để mà chiêm ngắm cái hành trình Chúa đã đi qua, cái hành trình Chúa làm người. Để rồi trong cái thân phận con người đó, Chúa đi tới cái chỗ tận cùng của cái đau. Nhưng rồi ta sẽ khám phá ra cái dung mạo Ngài là Thiên Chúa, để rồi Ngài đi tới cái đỉnh cao của yêu thương mà mang lại cái sự phục sinh, cái sự tái tạo cho chúng ta. Ta suy ngẫm vào một vài điều như vậy, để rồi nhìn lại chính mình mà chân thành là Chúa, chúng con cũng có biết bao lần như Giu-đa. Chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con đừng có thất vọng, ngã lòng, bỏ cuộc như Giu-đa. Xin cho chúng con biết hướng lên để đón nhận cái ơn phúc cứu độ mà Chúa muốn mang đến cho nhân loại và cho cả chúng con. Lạy Chúa, con tìm đến muôn nhờ Ngài, xin đừng để con luôn đời u buồn. Lạy Chúa, công minh xin cứu chữa con, còn phó thác hồn con trong tay cây nơi này, con đã kêu.
được hỡi lòng nhàn dịu hiền. Xin cứu sống con theo đường từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy vững tâm kiên cường. Hiến thay chư vị là người cậy trông là phần tin tức. Crowd in support of traditional marriage marches to U.S. Supreme Court. Washington, CNS. Thousands of people who gathered at one end of the National Mall March 26 in support of traditional marriage took their message to the U.S. Supreme Court as they walked and held aloft placards with signs saying, "Kids do best with the mom and dad." The court began hearing oral arguments that morning on the constitutionality of California's Proposition 8, the law banning same-gender marriage. The day before hearing oral arguments in a challenge to the Federal Defense of Marriage Act. Hours before and up to the minute the hearings began, the street in front of the court was filled with protesters on both sides of the same gender marriage issue. Those in support of traditional marriage came to Washington with church or parish groups from nearby or had traveled alone or with one or two others from states across the country, including Massachusetts, New York, Minnesota, and Florida. Archbishop Salvatore J. Cardeleone of San Francisco, chairman of the U.S. Bishop Subcommittee for the Promotion and Defense of Marriage, and the event's first speaker, noted that all eyes were upon the country at this time. The Pope Francis effect triggers the conversions in Korea. The Bishop of Daejeon tells Asia News that his simplicity and charisma has touched the hearts of many people, even non-Christians. But his appeal and Benedict XVI's call for humility ought to not remain sterile. They are the seeds of conversion the church must let germinate first. Daejeon. Our Pope is wonderful. His simplicity and charisma has made inroads here in Korea. In the last week, many non-Christians who want to start a journey of conversion have contacted us bishop and priests. I have been saying for a long time that the work of the Holy Spirit is almost tangible. He is the master of the church. He invented everything. He also reinvented us. Đức Thượng Phụ Chính Thống thấy trước cuộc tái hiệp nhất của Kitô giáo Đông và Tây ngày 26 tháng 3 năm 2013. Đức Thượng Phụ Chính Thống giáo Bartolomeo của Constantinople đã nói với các phóng viên rằng ông nhìn thấy khả năng cho sự tái hiệp nhất giữa các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo. Dù đó có thể sẽ không xảy ra trong thời đại của Ngài. Đức Thượng Phụ đại kết: Người đã làm nên lịch sử qua chuyến đi đến Roma cho cánh lễ khai mạc của Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng ông rất ngạc nhiên khi nhận được một lời mời từ Đức Thánh Cha tham dự vào một bữa ăn tối với các hồng y. Phát biểu tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi trở về, nhà lãnh đạo chính thống nói rằng ông nhìn thấy một thái độ mới tại Vatican, lạc quan hơn về triển vọng phục hồi sự hiệp nhất Kitô giáo. Ông nói rằng có một khả năng cho các thế hệ tiếp theo nhìn thấy các giáo hội Đông và Tây hiệp nhất.
Argentine press claims Pope Francis will visit country in December. Rome, Italy. Two of Argentina's leading newspapers reported today that Pope Francis will visit the country this year during the first half of December. In response, however, Vatican spokesman Father Federico Lombardi said the only trip for the Holy Father that has been confirmed so far is his visit to Rio de Janeiro for World Youth Day in July. On March 26, local newspaper La Nación reported that Pope Francis took the opportunity during President Cristina Fernández de Kirchner's recent visit to the Vatican to tell her of his decision to postpone a trip to Argentina until after the country holds election in October. According to Argentine Daily Clarín, possible travel to the country in December by the Pope has been welcomed by President de Kirchner. Father Lombardi told EWTN News that although it is normal that the Pope would go to Argentina sooner or later, as Benedict XVI went to Germany or John Paul to Poland, the spokesman does not have any official confirmation at this time. Valentina Carusi, an official with the Holy See's Argentine Embassy in Rome, told EWTN News that the press did indeed give some dates, but we are not going to confirm anything here because there has been no official confirmation by the Vatican about the Pope's schedule. Tòa án yêu cầu Bộ Ấn Độ khôi phục lại kỳ nghỉ tuần thánh cho các Kitô hữu. Research Ấn Độ, CNS, Tòa án tối cao Delhi yêu cầu chính phủ Ấn Độ cho người Kitô hữu được miễn làm việc vào ngày thứ sáu tuần thánh và phục sinh sau khi Bộ Tài chính áp dụng 2 ngày làm việc bắt buộc. Các doanh nghiệp và người nộp thuế đang bị ràng buộc để nộp bài báo cáo tài chính cho chính phủ vào cuối năm tài chính. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình của Kitô giáo và việc Bộ Tài chính bắt buộc công nhân phải làm việc vào những ngày nêu trên, John Deo, một người Công giáo và là tổng thư ký của đại kết tất cả các hội đồng Kitô giáo Ấn Độ, đề trình một bản kiến nghị tòa án khẩn cấp. Chúng tôi rất vui mừng vì tòa án đã nghe tiếng than khóc của chúng tôi. Deo nói với Catholic News Service ngày 26 tháng 3, sau khi có lệnh của tòa án, thông báo của chính phủ cho thấy tất cả sự vô cảm của chính quyền đối với các Kitô hữu thiểu số. Chính phủ cũng cần phải miễn cho những người Kitô hữu làm việc vào thứ sáu tuần thánh, mà thường là một ngày lễ quốc gia, Deo nói.
lòng con đau đớn thiết tha, khấn xin cùng Chúa. Cày trong mau khấn, Chúa thương xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua là bước con xa tình Chúa. Nơi thứ bảy, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Trích sách ngôn sứ Isaiah: cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của ta, mặt mày to nó chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Và anh chị thân mến, chương trình tin mừng hôm nay xin được tạm kết thúc nơi đây. Chúng con, Clara, Tom, Benjamin and Caitlin xin kính chúc quý ông bà
cha mẹ và anh chị luôn được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Cứu Thế và mẹ Maria. Mẹ hằng cứu giúp và xin hẹn gặp quý ông bà và anh chị trong chương trình kỳ tới.